Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh vẫn chưa rời khỏi Tây Ban Nha. Thông tin mới nhất về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chưa được rời khỏi Tây Ban Nha, tình trạng rất tệ. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi vừa cập nhật được thông tin mới nhất từ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh trên mặt trận báo chí. Trả lời câu hỏi của phóng viên, văn phòng báo chí của Radio Civil cho biết, dù trường hợp nạn nhân người Anh bãi nại, công tố viên vẫn có quyền được tiếp tục án nếu xét điều đó phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Vụ việc hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục thiếu nữ 17 tuổi người Anh xảy ra tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha vẫn đang trong quá trình điều tra. Hôm qua, ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương, báo Thanh Niên liên hệ với lực lượng cảnh vệ dân sự Guardian Civil và được phía này xác nhận cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Hiện hai nghệ sĩ Việt Nam vẫn chưa được trả hộ chiếu để về nước. Về câu hỏi đã có phiên tòa nào diễn ra, phía cảnh sát cho biết cả hai đã đến tòa án sơ thẩm Tutias The Guardian ngay ngày bị bắt. Tòa án luôn luôn đảm bảo nhiệm vụ của mình là giải thích chuyện gì đã xảy ra với hai người và đảm bảo rằng hai người Việt Nam hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Có nhiều tin đồn cho rằng nếu phía nạn nhân là thiếu nữ người Anh làm đơn bãi nại và rút cáo buộc, hai nghệ sĩ này sẽ được trả tự do mà không gặp rắc rối nào, phía này cho biết. Trong trường hợp nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên có quyền được tiếp tục vụ án nếu công tố viên nghĩ rằng điều đó phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Hai người đó có thể liên hệ với luật sư. Luật sư là người bảo vệ quyền lợi của họ, phía này nói thêm. Khi có những yêu cầu hỗ trợ về thủ tục hành chính, lãnh sự quán hay là đại sứ quán là cơ quan mà hai người có thể liên lạc để yêu cầu những gì họ muốn. Một đồng nghiệp của chúng tôi tại Mallorca cho biết báo chí địa phương chưa đưa thêm tin bài về vụ việc vì vẫn chưa có những tiến triển gì đặc biệt. Ở đây hầu như ngày nào cũng có những trường hợp như thế này, người này nói thêm. Hôm ngày 21 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú của người nước ngoài tại Tây Ban Nha về hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai người này, được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng, cảnh sát Tây Ban Nha đã đưa ra thông tin mới nhất. Cho dù phía nạn nhân là thiếu nữ người Anh làm đơn bãi nại và rút cáo buộc thì hai người nghệ sĩ vẫn không được trả tự do ngay. Trong trường hợp nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên vẫn có quyền được tiếp tục vụ án nếu công tố viên nghĩ rằng điều đó phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng sự việc này hiện tại đang khá tồi tệ cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Dù có được bãi nại đi chăng nữa, nếu xét thấy vụ án có hại cho cộng đồng thì cảnh sát Tây Ban Nha vẫn xử lý như thường. Vợ Hồng Đăng thừa nhận héo mòn. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, sau những ồn ào của chồng diễn viên Hồng Đăng tại Tây Ban Nha, anh Đào thường xuyên tự trấn an bản thân, chấp nhận có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc. Thời gian gần đây, anh Đào là vợ của diễn viên Hồng Đăng đã trở lại mạng xã hội sau một thời gian ngắn khóa trang. Những chia sẻ của cô đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng. Mới đây, anh Đào lần đầu khoe ảnh body lao dốc không phanh, chỉ còn có 44kg. Cô cũng thừa nhận gương mặt hốc hác rất nhiều so với trước đây. Nhiều người quen và cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi thân hình thon gọn và cả động viên vợ Hồng Đăng, đồng thời khuyên cô nên chăm chút sức khỏe hơn. Với những lời chia sẻ dành cho mình, cô đều lịch sự gửi lời cảm ơn thay vì im lặng như trước đây. Anh Đào cũng cho biết hiện tại tinh thần đã ổn hơn trước, nhưng bên trong vẫn đang rất héo mòn, mà khóc đi, cười chỉ thấy răng. Sau những ồn ào của chồng ở Tây Ban Nha, anh Đào cũng thường xuyên tự trấn an bản thân. Cô chia sẻ, sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc, đừng nản lòng, hãy cố gắng lên. Tinh thần mạnh mẽ của vợ Hồng Đăng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở trang cá nhân của mình, cô cũng thường xuyên tự trấn an bản thân rằng cố gắng không ngừng nghỉ vì tương lai phía trước nha mẹ nhím. Dòng trạng thái của bà mẹ hai con nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Phía dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận động viên cô. Bên cạnh đó, vợ Hồng Đăng chia sẻ hình ảnh vui vẻ lên mạng xã hội, đính kèm là dòng chú thích. Chỉ cần tâm hồn là nắng, giông bão ngoài kia cũng hóa mây xanh. Hari Won tung clip 11 phút hé lộ nguyên nhân buồn rầu stress khiến công chúng càng thêm lo lắng. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua ngày 2 tháng 8, trên kênh YouTube cá nhân, Hari Won đăng tải một clip dài gần 11 phút để tâm sự với khán giả về tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân. Cụ thể, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân bị viêm cơ và bị liệt một bên mặt.
Tay mình sưng mà sưng quá trời, bắp tay của mình như một quả bong bóng đầy nước. Ban đầu mình nhận thấy tay của mình không thể duỗi thẳng ra, nhưng mình cứ nghĩ đó là điều bình thường nên bỏ qua. Tuy nhiên 3 ngày sau bắp tay càng ngày càng to và mình cảm giác có gì đó không ổn. Hôm đó là thứ năm, Harry tập gym phần tay quá nặng. Rồi sau khi đi chơi cùng bạn bè, đến chủ nhật Harry mới đi cấp cứu. Nhận kết quả hai tay đều bị viêm cơ và được bác sĩ kê đơn thuốc về điều trị. Tại thời điểm đó mình cảm giác mặt không được thoải mái, một bên cứ kiểu như đơ đơ. Sau đó thì Harry cảm thấy người mệt mỏi. Đến thứ hai, Harry đi làm việc vẫn make up đầy đủ hết. Trước khi đi mình còn cười tươi cho cái mặt giãn cơ ra. Nhưng lúc đó Harry mới thấy mặt bên trái của mình nó bị đứng hình, không nhúc nhích được. Vậy nên nguyên ngày làm việc Harry không dám cười vì sợ lộ mặt bị méo. Đến chiều tối cùng ngày Harry mới đi thăm khám bác sĩ người Hàn và chia sẻ về tình hình bệnh hiện tại. Bác sĩ cho hay nguyên nhân bị liệt một bên do cơ thể mình yếu, bị stress nhiều và thiếu ngủ và đủ thứ chuyện. Tuy nhiên Harry Won đã phủ nhận việc bị stress. Bác sĩ nói thêm do tính cách của Harry bị lý trí quá cho nên dù cơ thể mệt mỏi thì vẫn không hề hay biết. Khám xong trên đường về bị tủi thân lắm mọi người, nhìn gương mặt của mình trên gương bị tuột mút tất cả mọi thứ. Lịch quay đã có, sắp đến ngày thực hiện mà bỏ dở thì không được. Cho nên nếu như các bạn để ý thì thấy, gần đây Harry up hình đa số là không cười hoặc là cười mỉm do là mặt đang bị vậy. Vậy nên thời gian sắp tới trong các chương trình các bạn thấy Harry cười mà lấy tay che miệng hoặc là cười nhẹ thì thông cảm cho mình. Khi nhận được tin bị liệt nửa mặt, Harry nghĩ mình tiêu đời rồi, vì làm nghề này không cười tươi thì sao mà được. Bản thân Harry cũng cảm thấy mình đẹp nhất khi cười, mà giờ cười không được nữa, đó là một điều quá khủng khiếp. Lúc đầu bị stress khá nhiều nha, mình không tập hay gì hết, đi quay thì cứ quay thôi, không có cách nào hết. Giờ mình điều trị bằng cách chăm cứu, uống vitamin, truyền nước, massage mặt đủ thứ để mình hồi phục sức khỏe. Đến khi Harry đi khám ở bệnh viện Đại học Y Dược, bác sĩ cho biết Harry cần điều trị trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tuần. Đến hiện tại đã 8 ngày bệnh, tới bây giờ Harry vẫn không cười được. Mọi người ơi, khi bị căn bệnh này, cái quan trọng là suy nghĩ tích cực. Với bản thân Harry, 3 ngày đầu bị, mỗi khi nhìn trong gương muốn cười mà không cười được, rất bị stress và tủi thân. Tuy nhiên Harry nhận ra, dù Harry có nghĩ ngợi thì bệnh vẫn vậy cho nên không nghĩ ngợi nữa. Cố gắng làm việc nhiều để mình bận rộn, tránh có thời gian rảnh để nghỉ ngợi. Mình đi chơi với bạn bè, đi thu âm bài hát. Thông qua lần này, Harry mới biết được cái quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Harry đang thấy lo ngại vì có cái kiểu là cơ thể mệt mà Harry không biết. Cho đến khi bị cái này, Harry mong muốn mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình, coi mình có mệt hay không, đang sống có khoa học hay không. Giờ rút kinh nghiệm cho bản thân, một tuần chỉ tập thể dục 3 buổi thôi. Lúc trước Harry ngày nào cũng tập mà tập nặng, vì nghĩ cơ thể của mình đủ sức, nhưng khi mình đi làm vất vả lại còn tập quá tải, khiến cơ thể bị mệt. Thưa quý vị, thông tin trên nhanh chóng nhận được sự chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm và nhận được lượng tương tác khủng từ cư dân mạng. Có thể thấy khán giả khá lo lắng và thương cho tình cảnh hiện tại của Harry Won. Tuy nhiên, thông qua những chia sẻ trên, ai nấy đều nắm rõ được nguyên nhân khiến cô thường xuyên chia sẻ tâm trạng không vui và stress. Liệt mặt này hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7, liệt Bell, là một bệnh thần kinh ngoại biên không rõ nguyên nhân. Đây là tình trạng một bên cơ mặt trở nên yếu hoặc là chảy xệ xuống do dây thần kinh điều khiển cho cơ mặt bị tổn thương hoặc là mất chức năng. Hầu hết bệnh nhân liệt mặt có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng có một số người phải mang di chứng suốt đời. Liệt mặt hai bên rất hiếm gặp với tỷ lệ chỉ 0,3-2% các bệnh liệt trên khuôn mặt.